nhỏ rộng này ít trồng cái tí sẽ là nó nói giờ lúc xa lên đâu nó chỉ in xuống ấp trên này có là nó cũng tôi đang là cũng lúc trên là nó chỉ có mấy giờ lúc trên là nó giờ cũng lúc trên giờ hay rộng của giống mấy giờ đến đâu là nó vì đó cái tiền lúc trước là sau này chỉ có mất khứ đi nó rồi chỉ tại sao sau này gia ta lại chỉ có mấy giờ trái chỉ nửa họ mua nên là chùa lùa dân tây tua trâu họ cú thế vì đó họ tiền lớn mới lúc trên nhớ trên rồi xa nó nè chỉ có mấy giờ là nó giờ nó tập nó nói cũng mấy cha sản xuất cũng cần cầu nhau tới chợ Mỹ ca rồi cũng mới thả nó bé rồi của là chơi cha sản xuất nó theo đâu nên rồi bao nè nó nói nhớ đầu bé sang Minnesota mua ở nhiệt chỉ mong mà tu nhiệt của tao đang luôn râu cái tu chỉ thì sẽ hàng tu chỉ mà tu chỉ to to là cái tu nhiệt họ mới cho mình nhồi thiết tu nhiệt thâu cho mù râu đâu hơi lúc bả đây là do trả che mù đâu hơi lúc bả đây cái tao là tu thân thôi là nè cho nó với cha sản xuất tàu chiếc chia rồi không nói ai cũng giống mua còn là nó thả nó nên sửa tập bao là toàn đây nó thế nên cho nhớ rồi sửa tiếp chờ là nên tua sai cũ tàu thế rồi thì cũng giống mua chắc sắp sửa nó là khi đâu biết sửa tập bao là toàn đây nó thế nên sửa tôi sợ cái gì cho tất mình là nó sẽ toàn đây nó bùi lì phò ta lì già bùi họ khi lì già tua thì cũng mất thế nó thả đâu biết sửa tập bao hay thì họ tất mình quan tâm cái ở khu nhà chính là nó bùi lì nó giàu bị già bây giờ tới chỗ nó mà phần tàu bây giờ bao nhiêu mà nhẹ thả luôn đầu tiên cái chỉ năng khí khí này nọ, cái chỉ chỉ năng thả nó chứ, bao nhiêu ô tàu, họ bao nhiêu thả chỉ năng ô chỉ tàu liao, chỉ năng lúc xem mấy chắp bao nhiêu luôn á, giờ hãy cho một tàu đan nó nè, cái cú dùm muốn ra sản xuất nó tàu cá cho lọc hết rồi này, cái cú một đầu cú luôn nó tàu này xem nè, còn là nó giờ cú luôn HV, cú ba trăm nó tôi lỡ dùng sao chủ được, cho họ trăm nó mà giờ phải bao giờ lao dùng chát chủ gì chát chủ gì tập đi 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 chủ công nhân giờ thế nào u ta tới cái liu mất khi khó nó không được mà tới đi tới chưa đây giờ nó mà một khi tao tới thì tiền đầu nhau thì tiền đâu một khi khó không nữa rồi một chạy quá lọt tay chỉ sau nào chơi thế nào chơi trong tủ thông không ư vừa sao chạy bên mùi giờ hai trong đó đối diện hình tu chè là khí tua calibu đó chè đối chuẩn hình tu chè là khí tua mù rồi chè bên dùng mùi giờ hai trong đối diện hình tu chè là khí tua gì tí xì nữa đó xì mà cú chân là mày di chuyển một mò cưng đồ đi di chuyển tàu lo nữa để tao cua chung một tuổi gì ta chỉ cua một tua moose cú đời tà nữa thì cú muốn là nói rằng nó trú rồi nói rằng nó như thế này nó lo trời ô đây của nó rồi nó của nó là gì cái gì nó biết chú tàu nó này
这轮子呢不用车也很凶，哎，早二零年后这么太多的山海地啊，不用车也很凶，这轮子呢不用车子呢嘛，提高高了，不用车子呢头骨越就高不爬呢，这整体差一路车老了也用坏呢，这么太多的那些的宝，这么太多的宝海地啊，别叫车子呢嘛，有一叫车佛白佛是呢，这两天木刀刀很凶啊。这个木头在搞皮了，这个刀切放白包了。那天的木刀呢，不论的呢，又还路压嘛哈。这叫做这种的，然后一下切的呢，做好点。然后看的呢，这一天穿这叫切的呢，哦，一穿肯定出来了。这给人家在穿的呢嘛，白用木有还用了，白用在切的呢木子呢。白话在切的呢，这白木是刀切，我家中过路老呢都多大的呢，几条路老呢。都嘛错，听老家咯，又会有只车来，坐老车了呢。用的路上呢都拨打起来，也有只车呢。老父母，哎，老父母要还用一箱子呢，轱辘叫老车了呢。用的路上打拨啊的。就车子咯，有一条车啊，放白放，这叫木有很凶，这铁里磨刀，不论的咯嘛，有一路个地呐，去歇呐，这古沙有一路去歇，但是嘛，哦，就歇歇了几头什么捏呢，就给地去了，他对了，这古有一路哇，再到哪个哪里哦，不论呐，古只做是古铁古都都有渣子这。我以为到了这单咯，老一直都靠一脚的呢，直到每一脚还跌破，哎，又要到靠的呢，这叫做这种的了，一下这的咯，可能我们太妹妹那都背起来跑呢，还跌路，然后也路车也还中，这背又到木又还中嘛，背又到家里那木上倒，车又还中嘛，背嘛里再木子呢。